Mô A Di Đà Phật, cô Vicky và chú Hưng ơi, mùa Du Lan lại về trong tháng 7. Con mang tiền của cô Vicky và chú Hưng ở nơi xa gửi tặng cho ông cái số tiền 300 ngàn để con giao cho chị Ngay là con của ông. 300 ngàn này để gửi tặng cho chị Ngay mỗi ngày để mua cơm gạo, để chăm sóc người cha già khi mà mẹ của chị Ngay đã mãn phần qua đời. Sống trong cuộc đời này còn nuôi con nhỏ ẵm trên tay mà nuôi cha già bị bệnh. Để gửi tặng cái món quà 300 ngàn này của tình thương của cô Vicky và chú Hưng gửi tặng, con xin cảm tạ món quà tình thương của cô Vicky và chú Hưng rất là nhiều. Cầu chúc cho gia đình cô Vicky và chú Hưng thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên. Sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý, được tăng phước tăng thọ, Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng gia hộ cho vợ chồng cô Vicky và chú Hưng, muôn đời được bình an, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Trong cái lúc hoạn nạn khó khăn, chị Ngay phải nuôi cha già quên trí nhớ, bệnh tật mà rất là khổ, người dân tộc Khmer rất là thương cô Vicky và chú Hưng ơi. Con đến nơi đây con trao tặng cái món quà tình thương này, cảm thấy ấm áp lắm. Nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi tất đại chứng minh. Chị Ngay ơi, hôm nay cô Vicky chú Hưng tặng cho chị có 300 ngàn nuôi cha, chị vui không? Vui hả chị Ngay? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà từ bi tất đại chứng minh. Trong lúc hoạn nạn khó khăn này mà hai cha con chị Ngay phải nuôi người cha già bị quên trí nhớ, giờ đây nửa ngày trước con có đến thì ông vẫn còn nói chuyện, ông còn tỉnh táo, mà nay con đến quay trở lại với hoàn cảnh của ông thì ông không còn nhớ gì nữa, cũng không có nói chuyện lên nhiều, ông cũng không nói lên lời. Dạ, ông bị quên. Bây giờ con đến nơi đây con trao tặng món quà của cô Vicky và chú Hưng, cũng thay lời của ông xin cảm tạ món quà tình thương của cô Vicky ở nơi xa rất là nhiều. Hai vợ chồng cô chú đã phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm để gieo hạt giống Bồ đề cho ngày hôm nay trong cái mùa Du Lan tháng 7 này. Chúc cho vợ chồng cô chú muôn đời bình an. Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là chị Ngay, ông đánh hả? Ông quên là ông đánh hả? Đâu, để cái gì vậy? Ông để cái gì vậy chị Ngay? Cô biết kia với chú Hưng. Chị hả? Mẹ chị đâu rồi? Mẹ mất rồi. Mẹ mất rồi hả? Mẹ mất lâu chưa? 7 tháng rồi. 7 tháng rồi cô Vicky với chú Hưng ơi, ngày trước con cố đến trao duyên lành, mà nay đến thì người mẹ của chị Ngay đã qua đời mãn phần không còn nữa. Bỏ lại chị Ngay nuôi con của mình. Dạ. Ba của chị Ngay nè. Ông để dành mấy cái cây này đánh nó hả? Ghê quá chị Ngay, chị đánh cái này quýnh tôi đó. Quánh chị Ngay á hả? Ừ. Sao vậy? Dành nhau ngủ nhà anh. Nghĩa nè. Đánh nó cô Vicky chú Hưng ơi, lấy cái cây này đánh con nè. Bởi vì già lớn tuổi quên mất trí nhớ rồi hả? Bị mất trí nhớ rồi hả chị Ngay? Ông mất trí nhớ rồi hả chị Ngay? Chị làm em sợ quá à. Tự nhiên em lại trao tiền mà chị làm em sợ quá à. Thầy tôi dám vô quét nhà đó. Không dám vô quét nhà hả? Thầy chủ người ta. Không vô quét nhà cũng không dám vô nữa hả? Không dám đâu. Mày cơm ăn để vô tay liền qua liền. Cũng nấu cơm rồi gì cho ba chị ăn hả? Dạ. Có khi nào ông lấy cây ông đánh chị không? Bảy hết trơn rồi nè. Ba của chị quên nè hả? Quên rồi, quên không được gì đó hết. Thấy ai lại cũng quên luôn á. Thấy ai là cũng đánh hả? Ừ. Trời ơi. Rồi cháu nè, cháu này biết nữa không? Biết. Ừ. Ở tao không biết đâu. Ừ. Ở nhà không dám bỏ đó. Trời. Không dám bỏ nữa hả? Ừ. Cô Vicky với chú Hưng ơi, bây giờ người con gái nè phải chăm cha bị mất trí nhớ rồi. Ông để dành cái cây á cô Vicky chú Hưng. Có khi ông đánh đó đi vô á, rồi chị Ngay có đem cơm vô á, là đem vô. Chạy qua, không có ở lâu đó. Không có ở lâu, cô Vicky ơi, giờ lớn tuổi á, không còn nhớ gì nữa hết trơn á, già lẳng rồi. Con đến nơi đây con trao tặng món quà tình thương của cô Vicky và chú Hưng. Trao giúp cho chị Ngay này có 300 ngàn á cô Vicky chú Hưng, để chị Ngay có tiền.
chị Ngay nuôi cha già bị bệnh bây giờ á. Chị Ngay với ba là người dân tộc Khmer khổ lắm cô Vicky chú Hưng ơi. Nè chị Ngay, cô Vicky với chú Hưng. Cảm ơn nha. Dạ, cô Vicky chú Hưng tặng cho chị Ngay 300 ngàn này, nhớ mua gạo, mua cơm, mua đồ ăn ngon cho ba ăn nha. Cảm ơn. Xin cảm ơn cô Vicky. Con xin cảm ơn chú Hưng. Hôm nay con nhận 300 ngàn. Con vui lắm. Cô Vicky ơi. Con vui lắm chú Hưng ơi. Ô Hưng ơi, nhầm cro nà, nhầm mòn ấy tê. Cro nà, rồi ấy chầm con không ăn tê, chầm cha, chầm con. Cro nà. Mòn ấy tê, chầm cro mềm nà. Ô con tràn. Nhầm cro nà, là mai chlập chào thôi. Mòn ấy tê, cro nà. Mai chlập chào thôi. Dạ gắt chị Ngay nuôi cha bị bệnh đó cô Vicky và chú Hưng cho đó, con cũng đứng ở ngoài cửa, con cũng đứng ngoài đây á cô Vicky với chú Hưng ơi. Tại bây giờ chị Ngay nói ông bị mất trí nhớ rồi, là cầm cây thủ cây gì trong nhà nè cô Vicky chú Hưng, thủ cây đồ gì đó. Chị Ngay sợ lắm, chị Ngay có đi qua đem cơm cho ăn á cô Vicky chú Hưng, đem cơm cho ăn rồi chạy đi chỗ khác à, không có dám lại sợ bị đánh. Bộ đánh dữ lắm hả chị Ngay? Lấy cây là đánh hả? Bị lần lần gì đó. Yeah. Bị này lâu chưa chị Ngay? Lâu rồi. Dạ. Thôi lúc mẹ chị sao mất dạ? Lúc đó lâu rồi đó. Yeah. Không có ai vô gì mà được đâu. Yeah. Mẹ chị bị bệnh sao mất? Tại kịch bệnh giá vậy đó, 80. Dạ. Để con gần gần vô nha cô Vicky và chú Hưng. Yeah. Nam mô Di Đà Phật cô Vicky và chú Hưng ơi. Con đến đó ông ngồi ông làm gì đó cô Vicky với chú Hưng. Bây giờ sức yếu tuổi già khổ lắm cô ơi. Con trao tặng 300 ngàn tiền của cô Vicky và chú Hưng cho con gái của ông có tiền để chăm sóc người cha già. Ông bị giờ bị quên trí nhớ rồi cô Vicky với chú Hưng ơi. Con cầu chúc cho vợ chồng cô Vicky và chú Hưng thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên, sở nguyện tỳ tâm, sở cầu như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nguyện đem công đức lành này ngày hôm nay xin Đức Phật A-di-đà từ bi các đại chứng minh. Dạ ơi con chào ông nha. Biết không chị Ngay, hôm nay con đem tiền của cô Vicky và chú Hưng lại tặng ông á nha ông. Cô Vicky với chú Hưng tặng ông 300 ngàn cho tiền ông á. Chị Ngay ơi, lại đây ơi. Chị vô đứng gần ba chị thử thôi. Hả? Gì? Sao? Không, đứng ở đây nè, có em nè. Ông có gượt gượt ba hai chị em mình. Nè, hôm nay cô Vicky cho ông 300 ngàn. Ôi, cắt bay rồi. Dạ. Dạ, cô Vicky tặng á, ông vui không? Ông vui không ông? Vui hả? Không biết hả? Ông nói đi cảm ơn. Ông nói đi cảm ơn. Ôi ông không biết gì nữa cô ơi. Nè hôm nay nè. Dạ bây giờ cô Vicky tặng ông 300 ngàn, đưa cho con gái ông mua cơm, mua gạo, mua đồ ăn cho ông nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật Đại Từ Đại Bi Tất Đại Chứng Minh. Xin Đức Phật A Di Đà Từ Bi Tất Đại Chứng Minh. Cầm ơi. Ông ơi nếu có tiền nữa con quay trở lại con trao cho ông nha. Nha. Ông vui nha ông. Ôi cắt á, cô Vicky với chú Hưng. Ôi cắt ông á. Ôi cắt ông bay rồi. Ôi cắt ông si nôm phát anh hao chị Ngay. Tin cho ông ha. Tin cho ông dạ. Nam mô Di Đà Phật. Cô Vicky ơi và chú Hưng ơi. Nam mô Di Đà Phật. Con xin chào. Con chào ông nha. Ông bye bye đi. Bye bye con đi. Nè ông làm gì nè. Ông quậy cái tay với con nè. Rồi em về nha chị Ngay. Em về nha chị Ngay ơi.
chị nghe có tiền mua bánh mua gì cho cha ăn nha. Dạ, mua bánh cho ta ăn. Dạ, mua cơm đồ gì.